Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Hôm trước chúng ta nói về kinh Du Hành, mà như là mới nói gần chưa hết, mới có hơn một nửa thôi, phải không? Là hôm trước có nói rồi, là kinh Du Hành mô tả cái hành trình du hóa cuối cùng của Phật, trải dài từ nơi cái định Linh Sơn tại Vương Xá cho tới Kusinaga, ra nơi ngài nhập diệt. Và cái thời gian kéo dài khoảng gần 9 tháng ha. Và trong đó có 3 tháng ân cư thì như vậy. Và hôm trước mình có nói tới bắt đầu từ thành Vương Xá, từ đội đỉnh núi Linh Thú, bắt đầu với cái bản kinh Đức Phật nói về bài pháp bất thoái cho một quốc gia cũng như là cho tăng chúng của Phật, cho tới cái đoạn mà ở tại cái vùng mình gọi là hương thất gì đó không, thì tại Bilugama, ở trong cái vùng mà gọi là Đại Lâm. Và đi đó tại Bilukuta thì Đức Phật mới tuyên bố nhập diệt, phải không? Sau khi xả thọ hành ở cái điện thờ tên là Giá Bà La, tiếng Bali là Chapala. Như vậy mình sẽ thấy cái kinh Du Hành này nó gồm có ba cái, trong cái hành trình của Đức Phật nó có ba cái đoạn chính. Một đoạn mô tả từ Vương Xá cho tới Visali, và một đoạn tại mô tả cái chỗ Phật tuyên bố nhập diệt, tất nhiên là từ Visali cho tới chỗ mà Pava, và từ Pava đi về Kusinaga. Pava nó gọi là bà la gì đó. Thì hôm trước cũng có nói với lớp về cái chuyện Đức Phật nói với A Nan về cái bốn cái như ý túc đó, có thể kéo dài mạng sống của mình thêm một kiếp hoặc hơn một kiếp để mà giáo hóa lợi ích chúng sinh. Nhưng mà A Nan không có hiểu ý Đức Phật cái thì hiện đó cái Đức Phật, cho nên không có thể Đức Phật ở lại đời thêm nữa. Vì vậy mà sau khi A Nan đi ra khỏi cái điện thờ Chapala Giá Bà La đó, thì Ma Bát Tuần tên gọi là Marapapiman đó, ông đã vào và thỉnh cầu Đức Phật nhập diệt. Và lưu ý cả lớp, thì khi mà ngài nhận lời thì ngài đã xả cái thọ hành gọi là Ayu Asaji đó, Ayu Sankha. Và lưu ý rằng là ngài xả thọ hành chứ không phải mạng hành, và mình sẽ phân biệt được giữa thọ hành và mạng hành là thế nào. Hôm trước có nói được phải không? Mình phải phân biệt giữa mạng hành và thọ hành. Mạng hành là chỉ cho mạng sống của mình, cái thân mạng cái thân mạng đất sống của mình. Còn thọ hành là chỉ cho cái thời gian sống của mình, tất nhiên là ta gọi là tuổi thọ. Và như vậy thì lúc đó ngài xả thọ hành. Và có một điều nữa hôm nay để chúng ta tiếp tục về cái phần thứ ba, và trước khi tiếp tục thì cũng xin lưu ý về cái ý nghĩa cái chữ gọi là bốn như ý túc. Thứ hai nữa là cái thọ hành là cái gì, mà căn cứ vào trong cái kinh
trường A Hàm này và tương đương với nó, đó là trường Bộ Kinh, thì mình sẽ hiểu khi xả thoại là xả cái gì. Đó, tức nghĩa là khi mình xả cái tuổi thọ của mình, từ bỏ cái tuổi thọ của mình, thời gian sống của mình trên cái cuộc đời nữa ấy, là từ bỏ cái gì. Và khi nói từ bỏ cái gì đó là căn cứ vào trong kinh này mà nói. Trước hết cũng cần phải lưu ý cả lớp về cái chữ bốn nhớ ý túc. Mà hôm trước vì cái thời gian nó sắp hết rồi thì nói lướt qua thôi. Hôm nay thì có thời gian một tí thì sẽ nói. Là bốn nhớ ý túc thì mình hôm trước có nói, đó là dục cần tâm quán, hay là dục tâm cần và quán, có phải vậy không? Đó. Và có nói định nghĩa một cách tổng quát, đó là cái bốn cái cơ sở, là bốn cái yếu tố căn bản giúp cho con người ta có thành tựu được những cái điều kỳ gì, mình gọi là thần thông, hay là thần, cái sự thần kỳ. Nhà đó nè, túc đó là chỉ cho cơ sở, và thông đó là chỉ cho cái sự thần kỳ. Như vậy mình có cái, mình nói nó có thần túc thông, thì cái chữ thần túc thông đó nó khác với cái chữ thần túc này, hay là những cái túc này. Cái thần túc thông thì nó nói tới những cái điều kỳ diệu mình đạt được, như bay lên hư không, hay là đi vào trong nước, như là đi trong đất, hay là đi trên đất rẽ xuống dưới đất đi, như đi trong nước, hoặc là trên thân thì ra lửa mà dưới thân ra nước chẳng hạn. Những cái điều mà mình gọi là những cái năng lực siêu nhiên mà người thường không đạt được. Tuy nhiên thì đó chỉ là một ý nghĩa rất là hạn chế trong cái nghĩa thần túc của bốn như ý túc. Và cái thần túc mà nói về những cái biến hóa đó ở trong như ý túc thì đó là chữ thần, chứ không phải là chữ túc. Mà chữ túc trong cái thần túc này là chỉ cho cái cơ sở, hay là cái yếu tố căn bản. Giống như con người mình có thể đứng được trên đôi chân của mình, trên hai bàn chân của mình, thì cái túc đó được gọi là cái pada, là cái bàn chân. Thấy nha, cái bàn chân chính là cái chỗ mà mình có thể đứng lên được. Và cái thần đó là cái ít đa này, thì ít đa này là cái thần, mình hay gọi là thần đó. Thì cái này, cái thần này, như vậy cái bốn yếu tố căn bản để giúp mình đạt tới những cái điều thần kỳ đó là cái gì, thì hôm trước nói đó là sự tập trung cao độ vào nơi cái ước muốn của mình, ta gọi là cái chân đa, mà trong tiếng Hán gọi là dục. Thấy không? Dục á, dục á, đó. Thì trong tiếng Bali gọi là chân đa. Và thứ hai là cái gì? Là tâm. Đó. Thì trong cái tiếng của Bali thì là chitta. Và xin lỗi. Thứ ba đó là cần. Đó là viriya. Thì thứ tư đó là quán. Mình sẽ thấy như vậy, khi mình tập trung cao độ vào cái ước muốn của mình, hoặc là vào trong cái ý nghĩ tâm niệm của mình, tâm này là tâm niệm, là giới nghĩ đó, hoặc là trong cái sự siêng năng nội lực của mình, hoặc là trong cái việc mà mình xem xét hay là quan sát, thì đây là những cái điều kiện căn bản mà giúp cho mình đạt đến những cái điều thần kỳ mình mong muốn. Thì đó là mình gọi là dục tâm cần quán. Và cứ khi mà cái từ cái câu đúc của cái như ý túc này, bốn như ý túc này, thì câu tiếng Hán khi họ dịch á, là họ dịch đó là gì, là cái thứ nhất á, nói về dục thì họ dịch như thế này: dục tamadiya, thấy chưa? Gì nữa? Dục tamadiya gì nữa?
đoàn hành. Thành tựu thần túc. Đã, thì cái chữ thần túc này là ít đa bạch đà. Như vậy còn cái chữ thành tựu rồi đi đoàn hành, có những cái bản họ không dịch đoàn hành mà họ dịch là thắng hành. Đó. Thì do cái từ này nó quá dài, và khi người ta phiên qua chữ Hán, dịch qua chữ Hán, thì mình sẽ thấy cái ý nghĩa nó có thể nhiều khi ta hiểu nghĩa theo chữ Hán, và như vậy nó có thể khác đi với ý nghĩa của cái chữ Bali hay là tiếng Phạn. Thế mình sẽ thấy bây giờ nói cái từ này, mình sẽ thấy nếu như dục này nó tương đương với chanh đa như thế này, và tamadhi thì đó là dịch ra cái từ samadhi, đó là tamadhi. Như vậy đây là một cái từ này, từ thứ hai là samadhi này, rồi và đoàn hành thì đó là họ phiên từ chữ pahana, sanskara, sankhara. Đó là đoàn hành ha. Đó. Đó, mình sẽ thấy. Và cái từ này thì đây là một, đây là hai, đây là ba. Rồi thành tựu. Đó, đây là bốn ha. Và thành túc. Đây là năm. Thế như vậy nguyên cái từ này là một từ kép, thấy không? Một cái từ kép, một cái từ kép, và trong đó nó có gồm là một từ, hai từ, ba từ, bốn từ, năm từ và sáu từ và bảy từ. Thì khi có bảy từ nó ghép làm một, giống như người ta nén dĩa vậy đó. Thì do nó từ kép và nó nén như vậy, thì khi phiên ra dịch ra tiếng Hán họ không có dịch nghĩa ra, và họ chỉ chữ đạo, họ dịch y chữ đó thôi, họ sắp đặt nó thôi. Nhìn vô đây tôi viết như vậy để cả lớp thấy. Ví dụ nói rằng là chanda thì họ phiên ra là dục, samadhi họ nói tamadhi, và pahana là họ dịch là đoạn, sankara họ dịch là hành, rồi samanagata họ dịch là thành tựu, và ít đi thần pada túc. Đó. Thì mình sẽ thấy khi dịch kiểu đó như vậy, thường thường đa số những cái bản tiếng Hán mà gặp những cái ta gọi là các cái từ kép hợp từ mà của tiếng Phạn, tiếng Bali mà quá dài, thì đa số họ dịch theo kiểu này, họ không dịch nghĩa. Nghĩa là vừa có phiên âm phiên nghĩa đó, nhưng mà để diễn tả mô tả cho chính diễn, dịch cho chính xác luôn và dịch nghĩa ra luôn theo cái lối hành văn của tiếng Hán thì họ không làm. Và nếu như dịch như vậy thì rõ ràng họ đã dịch theo cái cú pháp của tiếng Phạn. Mặc dầu chữ là chữ Hán nhưng mà cú pháp đặt thì cú pháp theo tiếng Phạn. Và đây là một cái điều mình sẽ gặp rất nhiều trong kinh Lăng Già, gọi là Lankavatara Sutta đó. Thì cái kinh Lăng Già nó vốn khó hiểu là vì kinh đó là một kinh và xuất hiện vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Nguyên Tây Lịch, và cái tiếng Phạn tiêu chuẩn đã được phát triển cao độ. Và lúc đó thì Phạn tiêu chuẩn nó có một cái vấn đề, đó là cái hành văn của nó dùng samasa rất nhiều, tức là hợp từ rất nhiều. Và khi hợp từ rất nhiều mà hợp từ của nó không phải chỉ 7 từ như đây, nó có thể nhiều khi cả 20, 21 từ ghép một lần. Và cái người nào quen với cái tiếng Phạn, quen với hợp từ, anh đọc vô thì anh phải hiểu. Và thường thường khi người ta nói hợp từ như vậy để nó tránh cái cách viết quá dài dòng. Thì vì sao như vậy? Tất nhiên là họ mặc nhiên họ nói rằng anh là cái người ở trong trường phái đó thì anh phải hiểu cái ý nghĩa đó, cho nên họ góp vô từ như vậy để được khi ta viết như vậy như là một cái lời dắt thôi, và anh sẽ hiểu cái đó là cái gì. Thì ở đây nó cũng vậy thôi, nó chỉ có 7 từ nhưng mà nó muốn nói cho mình là cái
cái ý nghĩa mà người ta đã nắm rồi, và đây mình người ta chỉ nhắc lại cho anh nhớ thôi. Thì đây là một cái truyền khẩu, với cái truyền khẩu cần phải ngắn gọn, thành ra họ phải làm cái cách này. Tuy nhiên khi mà dịch qua tiếng Hán thì những cái định nghĩa trong cái Phật Quang Đại Từ Điển hay là của ông Đinh Thúc Báo là tất cả đều nói tới cái này như là một loại thiền định. Tất nhiên là ví dụ như để nói tới cái dục tamadhiya đoạn hành thành tựu này thì họ sẽ nói rằng đó là cái câu tôi còn nhớ trong Phật Quang Từ Điển, họ nói là tưởng đắc đáo thiền định là rõ chưa? Tưởng đắc đáo thần túc, tưởng đắc đáo thần thông hay thần túc gì đó, thì chi ý dục lực, thì cho nên phát khởi thiền định, phát khởi tức là chi thiền định, dục tưởng mà tất nhiên là do tưởng đạt đáo thần thông chi ý dục lực. Là vì cái sức mạnh có nghĩ đến cái việc mà đạt đến thần thông cho nên phát khởi ra thiền định. Giờ thấy đó, họ định nghĩa như vậy đó. Cái dục cần dục tamadhiya đoạn hành thành tựu thần túc là gì? Đó là vậy, họ nói là do tưởng đắc đáo thần thông chi ý dục lực, là do cái sức mạnh tưởng muốn nghĩ tới cái việc đạt đến thần thông mà phát khởi, đạt đến cái thần thông mà phát khởi cái thiền định, cho nên sanh ra cái thiền định. Mà khi mà nói như vậy nó chẳng ăn nhầm gì với cái định nghĩa của Bà Lì về bốn cái yếu tố căn bản nhằm cho mình đạt tới những cái điều thần kỳ hết cả. Vậy đó, như vậy thì nếu như hôm trước có nói rồi, đó là những cái bốn yếu tố căn bản nhằm mình đạt tới những cái điều thần kỳ, đó là bốn yếu tố mình gọi dục, thì đó là chỉ có nói một cách tóm tắt là chanh đa thôi. Nếu như nhìn theo cái nghĩa này thì mình sẽ thấy đây là cái cơ sở nè, cơ sở cho thần thông được đạt đến, được thành tựu Samadhagata là gì? Đó là cái yếu tố, là Sankara là cái yếu tố hay là cái pháp không? Cái yếu tố gì? Cái chữ Pana này là có nơi, họ chỉ là thắng, điều đó có nghĩa là Padana không phải Pahana. Như vậy mình sẽ thấy tùy theo cái truyền bản có nơi họ nói, họ đọc là Pahana. Khi đọc là Pahana thì đó. Khi đọc là Pahana thì đó là từ bỏ hay là đoạn trừ. Mà khi đọc là Padana có nghĩa rằng là cái sự tối thắng. Dạ đó, nó thiếu một chữ D thôi. Đây, ví dụ đây là chữ H này, Pa, đây là Hana, đi từ cái động từ căn Ha này, có nghĩa là từ bỏ hay là đoạn, hay là từ bỏ. Nhưng mà khi nó mà Padana thì nó là đi từ cái căn này, thì nó là cái nghĩa khác. Thì nó đó là sự nổi bật lên hay là sự tối thượng. Như vậy tối thượng cái gì? Thì mình sẽ thấy có thể với cái nghĩa này mình sẽ thấy Padana nó chính xác hơn là Pahana, dịch là thắng hành, thì nó hợp nghĩa với cái câu này hơn là đoàn hành. Giờ đó thì thắng hành cái gì? Tất nhiên là yếu tố nổi bật hay là yếu tố tối thường. Tối thường về cái gì? Đó là tập trung Samadhi vào ước muốn của mình. Đó, Samadhi là tập trung hay là kiên định trong ý muốn của mình. Mình không từ bỏ ý muốn đó, mình tập trung vào ước muốn đó để mình thực hiện. Thì như vậy, nếu như mà để mình dịch cái từ ghét này thì thay vì phải phiên từng chữ chữ nói ra như vậy thì mình sẽ thấy là cái căn bản để cho cái thần kỳ, sự thần kỳ được thành tựu đó là cái gì? Là cái yếu tố tập trung cao độ vào ước muốn của mình. Giờ đó nè, cái sự tập trung cao độ vào ước muốn của mình đó là một yếu tố mà gọi là làm căn bản cho việc thành tựu được các điều thần kỳ. Thì cũng như vậy, thì cái yếu tố căn bản khác đó là gì? Đó là
nhớ nghĩ tới nó, đó là ta gọi là citta, thấy chưa? Cái thứ hai là nỗ lực mà thực hiện, đó là viriya. Và thứ ba đó là sự quan sát, luôn luôn suy xét về cái vấn đề đó để mà đạt đến, thì đó mình gọi là vimassa, mình gọi là quán. Thì với cái nghĩa đó, hôm nay nói cho cả lớp rõ về cái này, lắm khi mình đọc tiếng Hán lên thì mình sẽ không nắm vững được cái ý của nó. Thì cái điều này là nó tờ đây nói những điều dễ hiểu ấy, trong cái việc mà giữ thọ hành hay là lưu thọ hành của Phật trong cái thời gian đó. Phật nói rằng là người đạt đến bốn thần túc, phải không, thành thục một cách là nhuần nhuyễn và luôn luôn chánh niệm tình giác nơi bốn thần túc thì có thể lưu giữ cái thọ hành của mình, kéo dài đời sống của mình, là có phải kéo dài tuổi thọ và một kiếp hay là một nửa kiếp còn lại. Thì cái điều căn bản, điều trước nhất đó là dục, có ước muốn lưu hành lưu giữ lại không, nhớ không? Thì nếu cái này thì mình sẽ thấy nó tương tự như người ta thường thường nói đó, khi người mà lâm chung thì người ta hay có cái thời kỳ người ta chưa chết được, đã chết tới nơi rồi mà chưa chịu chết, là vì gì? Ông bà mình hay nói nó còn nuôi ai đó, nuôi ai đó kia là còn mong muốn gặp một người nào đó, có phải không? Chính cái núi đó, và theo kinh nghiệm của dân mình, nổi cái tâm niệm, nổi cái tâm lý gọi là núi đó không, nó còn kéo dài mà sống được một tí, một khoảng thời gian. Đương nhiên họ không tu tập, họ không tập trung, nó không samadhi, không tập trung hẳn vào cái ước muốn đó nhiều, và họ còn bị nhiễu loạn, tâm họ còn bị nhiễu loạn bởi thứ khác nữa. Nhưng mà với cái ước muốn, mong muốn gặp ai đó, thì cái tuổi thọ dầu đã sắp chết rồi, cái sinh mạng đã muốn dứt rồi, nhưng mà do ước muốn đó họ kéo dài thêm một khoảng nữa, 2-3 ngày hay nhiều khi một tuần tùy. Thì cái điều này mình nói để dễ hiểu và liên tưởng đến cái việc Đức Thế Tôn khi mà nói rằng là do tứ thần túc và thành thục được tứ thần túc, có chánh niệm, có tình giác tới tứ thần túc thì ngài có thể lưu giữ đời sống của mình. Thì cái yếu tố đầu tiên căn bản để lưu giữ đó là chánh đa. Mà nếu mình hỏi chánh đa đó là muốn, là dục, vậy thì Đức Phật đã hết dục chưa? Nếu hết dục, chưa hết dục thì không thể nói là giác ngộ được, không thể gọi là giải thoát được. Mà còn dục vậy thì thế nào? Thì dục này phải hiểu thế nào? Đó. Thì mình sẽ thấy cái dục ở trong cái Phật pháp của mình sẽ gồm có, nó có hai loại, một loại ta gọi là bất thiện tâm sở và một loại là thiện tâm sở. Nếu tôi muốn làm điều tốt đẹp thì đó là điều tâm sở, đó là cũng là dục, nhưng mà dục làm điều tốt đẹp. Còn nếu như tôi làm những cái điều mà bất thiện thì đó ta gọi là dục, đó thuộc về bất thiện tâm sở. Thì cái ước muốn mà hướng thù, hướng lạc, dù ước muốn đó là cái đứng trên mặt giải thoát của Đức Phật, dù là cái hưởng thọ dục lạc của ngũ dục, hay là cái ước muốn ham hưởng thù những cái trạng thái an lạc của thiên đình, thì cũng vẫn là cái dục của tam giới, có phải không? Dục đó không thể là dục của một bậc giải thoát được. Vậy thì cái dục của bậc giải thoát khi mà nói rằng là muốn lưu giữ mạng sống đó để làm gì? Thứ nhất là để mà thuyết pháp khai thì giáo hóa và làm lợi ích an lạc cho mọi người, thì dục đó chính là bản nguyện của Đức Phật. Thì cái dục lúc đó nó không nghĩa như là ham muốn một đời sống nữa, mà đó là cái hành nguyện lưu giữ cái này bằng cái hành nguyện độ sinh, thì cái dục lúc đó thành ra cái nguyện rồi. Vì vậy mà pradana này nhiều khi người ta dịch ở trong một chỗ khác, họ có thể dịch thay vì nó thắng pradana pradi thì có khi nó còn dịch là nguyện rồi. Từ đó mình sẽ thấy khi mà dịch là nguyện rồi, cái chánh đa này rồi, chánh đa này là dục á, mà mình ở nơi đây trong trường hợp này khi Đức Phật muốn lưu giữ mạng sống thêm để có thể mà hóa độ thêm, dạy dỗ thêm cho các cho bốn chúng, thì đó là theo bản nguyện của ngài. Vậy thì khi mà ngài xả thọ hành, ta gọi là ayu sankhara, là xả cái gì?
là ngài xả cái gì? Ngài xả cái gì? Muốn xả thọ hành thì phải xả cái gì? Đứng trên cái mặt gọi là duyên khởi, nhất quán thâu suốt với cái lý duyên khởi của ngài. Khi tôi muốn xả một cái pháp tôi gọi là Ayu, là xả thọ hành, là một cái sự, thì tôi phải xả cái gì? Phải xả cái nhân của nó, có phải không? Cái quả của nó là cái thọ hành. Dạ dạ nè, thọ hành, cái đời sống của tôi là một cái, trong đó có yếu tố là thời gian sống, mình gọi là tuổi thọ, là một cái kết quả của cái gì? Kết quả đời sống là kết quả cái gì? Kết quả của nghiệp. Đứng trên cái lập trường duyên khởi có phải là duyên khởi nghiệp quả không? Đứng trên nghiệp quả gì của là đó là nghiệp. Mà nghiệp thì khi tôi xả thọ hành Ayu, chính là tôi xả cái nghiệp hình thành nên cái đời sống đó. Vì vậy trong cái bản đó, mà tóm tắt đó, tôi có trích cái đoạn nữa ra cho cả lớp thấy. Đó là ngài đã xả cái gì? Ngài đã xả cái ba va. Ba vam ava ava sakji đó, quăng bỏ cái ba va. Thì hôm nay để nói chi tiết thêm, để mình hiểu được cái sự nhất quán trong cái giáo lý của Phật, mọi cái vấn đề từ nhân sinh vũ trụ đều dựa trên cái lý duyên khởi. Vậy thì mình sẽ thấy là bắt đầu khi mình có bản thân mình tiếp nhận cái sự vật, thì mình có thọ. Từ cái thọ bắt đầu phải sinh ra ái, rồi từ ái thủ, phải không? Từ thủ đó mình bắt đầu hữu. Thì đây mình gọi là cái nhân. Mà cái nhân này về cái phần ái thủ mình gọi là cái hoặc. Và còn cái ba va, cái hữu này mình gọi là gì? Nghiệp. Và cái kết quả nó là cái rất ti, là một cái nghiệp thức sinh. Thì mình gọi là như là một cái nghiệp thức hay một đời sống, là kết quả. Như vậy mà mình hay nói trong cái các cái kinh hay nói là hoặc nghiệp và quả nó là khổ, có phải không? Hoặc nghiệp khổ, một cái vòng như vậy. Thì ở đây mình sẽ thấy thế này, mình sẽ hiểu cái đoạn này, cái đoạn kinh này mình sẽ hiểu nè. Cái ái này nó không phải là một cái ái nhiễm của phàm phu, mà một hành nguyện của Đức Phật. Từ đó ở trong cái bốn duy túc thì đó chính là dục. Thấy không? Mà cái này nó là nguyện đó. Thế thì khi tôi nguyện thì chắc chắn tôi phải, khi tôi ước muốn đó, là khi tôi có cái khởi lấy cái nguyện đó, tôi muốn thực hiện nó. Và khi tôi thực hiện nó, tôi phải nắm lấy. Nếu như ở giữa cuộc đời này thì chắc chắn rằng tôi phải mang lấy một cái hình thức của cuộc đời này, ta gọi là upadaya đó nè, nhớ chưa? Thì tôi bắt đầu nắm lấy cái đời sống này, tôi nắm lấy sinh mạng của tôi. Và cái ba va, cái hữu lúc đó là cái gì? Đó là chính những hoạt động nhằm duy trì cái mạng sống của mình, là ba va, để thực hiện cái nguyện của mình. Như vậy thì khi mà ngài nói ngài xả thọ hành là không kéo thêm, không kéo thêm những hoạt động nhằm duy trì thêm mạng sống, nó kéo dài thêm được. Đó, thì đó ta gọi là xả cái thọ hành. Xả thọ hành chính là xả cái hữu, là cái mà trong này xin đọc lại cho cả lớp nghe. Đây là bây giờ ngài có đọc bài kệ như thế này: trong hai hành hữu vô, ta nay xả hữu vi, nội tâm chuyên chính định như chim ra khỏi trứng. Thì trong này có cái từ xả hữu vi, và trong cái bản Hán dịch như vậy mình không có thấy được rõ cái chữ hữu. Thì ở Tường Tuệ Sĩ là có dịch ra cái câu là trích cái nguyên văn của cái Digha Nikaya là Trường Bộ Kinh, mà dịch ra thế này: Đức Mâu Ni đã xả bỏ nhân tố hữu ba ba sankara. Nhân tố hữu á, trong này nè, cứ đọc ở đây nè:
là Baba Shankaram Avasakji là Moody là cái cái sinh khởi lên hữu hàng và vô hàng tu lâm a tu lâm cha. Rồi nội tâm hoan hỷ chánh định như hủy bỏ áo giáp đã sinh. Như vậy khi mà từ bỏ, ngài nói từ bỏ cái thọ hành chính là từ bỏ cái gì, tiếng Hán dịch là hữu vi, nhưng mà ở trong tiếng Bali đối chiếu lại thì mình sẽ thấy đó là chính là Bhava Sankara, yếu tố hữu. Yếu tố hữu là hữu chi ở trong 12 chi chuyên khởi mà mình đã học. Như vậy yếu tố hữu chi đó là cái gì? Nói rằng là tu lâm a tu lâm cha, rồi sam bhava là cái mà phát sinh nên cái đời sống hữu hạn và vô hạn. Tất nhiên là cái mà nó làm nên cái tu la này và a tu la này, khi nãy nói thôi thì mình viết nguyên từ thôi, khỏi biết cách, thì nó có thể là phát sinh lên cái bava, nó là cái nghiệp của mình, tác nghiệp của mình đó. Nó có thể là cái mà có thể làm sinh ra, phát khởi ra một cái đời sống tu la, là đo lường được, là ước lường được, mình đem mình cân đo được. Tu la là cái quả cân, là cái mà mình có thể cân lường được, và a tu la cái không cân lường được. Thành ra chính cái ý nghĩa này mình thấy là cái đặc hình thế nên cái là đo lường là cái đời sống 80 năm của ngài, nhưng cái bava cũng có thể kéo dài thêm đến vô lượng, là cái atula là ngài nói cần ngài kéo dài thêm, thì cái mà mình một cái kéo dài bao nhiêu nữa thì làm sao mà lường được. Cái về cái này mình sẽ thấy cái khái niệm từ cái tula mà là sambhava này, là chính là cái bava sankhara này, mình sẽ thấy cái khái niệm về cái vô lượng thọ của Phật Di Đà đã có cơ sở từ đây rồi. Giờ thấy không, là Đức A Di Đà Phật thành Phật Vị Lai thì vô lượng rồi, phải không? Và cái thọ mạng của ngài cùng với nhân dân của ngài là an tăng kỳ kiếp vô số, không có đếm được. Atula, tất cả những cái này nêu lên để mình thấy cái khái niệm về đời sống, quan niệm về đời sống ở trong Phật giáo của mình. Và một cái đời sống nó là khi mà do Bava đời trước nó đã hình thành nên, tất nhiên là nó đã định hình nên một cái tuổi thọ. Tuy nhiên bằng cái dục cần tâm quán, người ta có thể kéo dài cái đời sống đó ra, chứ không phải là tất định như vậy. Và kéo dài như thế nào, tùy theo ước muốn người ta, tùy theo nỗ lực người ta, và đặc biệt tùy theo cái kiến thức người ta, cái sự quan sát người ta, vimamsa. Và điều này thì cũng cho thấy của mình so sánh bây giờ những cái nhà khoa học, đặc biệt về các cái nhà khoa học về gen hay là về hóa học, mà tất cả đều đang nỗ lực để kéo dài đời sống nó ra. Và cái sự nỗ lực đó là một sự nỗ lực là ước muốn, là cái sự nỗ lực bằng sự siêng năng, là tập trung vào cái sự nỗ lực, và đặc biệt là vimamsa, là tìm kiếm, quan sát và tìm kiếm. Thành đời sống của nó không phải là cái gì tất định, đời sống của nó là do cái sự lâm viên của con người để trả nên ngay cả cái tuổi thọ. Thì đó là để mà hôm nay mình nói một chút về cái hai cái điều hôm trước mà chị nói qua, đó là cái tứ di túc và cái xả thọ hành khi Đức Phật ở trong cái điện thờ Chapala, tức Giá Bà La, ngài đã từ bỏ. Thì khi mà ngài ta tuyên bố như vậy rồi, đà địa chấn động, cho nên A Nan đứng ở ngoài, đi ngoài cái cung địa, cái điện thờ đó, thấy trời đất rung động, ai cũng sợ hết. Thế thì A Nan đã chạy về, đi về cái điện và hỏi Đức Phật lý do vì sao hôm nay trời đất rung động mà kinh hoàng như vậy. Đức Phật có nói tới 8 nguyên nhân mà trời đất làm cho trời đất rung động. Hôm trước có nói được hả? Có nói 8 nguyên nhân chưa? Rồi ha. Rồi thì có một điều, và nơi đây sau khi mà nói cái điều là thứ 8, đó là
khi Phật nhập vào vô dư y niết bàn. Đó nha, vô dư y niết bàn thì bây giờ trời đất cũng sẽ rung động. Mình hiểu nôm na, vô dư y niết bàn là từ bỏ cái thân người, là nói theo dân gian là chết á, phải không? À. Và dư là còn lại, y là cái gì? Vô dư là không còn sót lại, phải không? À, và y là cái gì? Y à, thì nếu như mình cứ hiểu theo cái tháng đi, đó là chỗ nương tựa, phải không? Có phải chỗ nương tựa không? Quy y đó. À, có nơi họ dịch là sanh y, là chỗ nương tựa cho đời sống. À, y hay là sanh y đó, tất cả cái này thì đều dịch từ cái từ gọi là upadi. Cái mình chấp thủ, cái mà mình nắm lấy á. À, đi từ cái động từ là nó hoặc là đi hoặc đi, nhưng mà đi cũng được chứ. Tại vì nếu như upadi à, thì điều đó có nghĩa là nó, nếu như mình dùng từ này thì nó đi từ cái căn động từ gọi động từ đa là nhận ada và có thêm chữ upa nữa là mình nhận lấy, cho nên mình gọi là chấp thủ á, upadi á. Là đa là cho, nhưng mà ada thì là nhận, tiếp nhận. Như vậy cái mà mình tiếp nhận cái thân này là mình tiếp nhận một cái nghiệp, không, một cái nghiệp với đời trước á, do mình có chấp thủ á, do cái u, do cái thủ này nè, là cái upada này nè, thì khi mình chấp thủ lấy một cái gì đó theo ước muốn của mình, theo cái ái của mình, bây giờ mình làm các việc nên để mình đạt được cái đó, thì bây giờ mình nên thành nên một đời sống, thì đó ta gọi là sani. Bây giờ khi mà cái vị Bồ Tát ở trên cung trời đâu suốt giáng thần giáng thai xuống dưới vào mẫu thai của Ma Gia Phu Nhân theo cái nguyện của mình, các bạn cha đạo, thì theo cái nguyện mình như vậy, ngài đã thể hiện thực hiện một cái upadi, nhận lấy, tiếp nhận lấy một cái đời sống để thể hiện cái bản nguyện của mình, thì gọi là upadi. Rồi bây giờ thực hành xong rồi, ngài xả bỏ cái upadi ra đi. Giờ đó ngài bỏ cái mà ngài đã tiếp nhận nó đi, tiếp nhận một hình thức của đời sống tại cái cõi dục này. Thì khi mà ngài từ bỏ cái đời sống đó thì gọi là từ bỏ sanh y, mà từ bỏ cái sanh y không còn một chút gì sót lại, cho nên ta gọi là vô dư. Hiểu không? À, thì gọi là an upadi sesa, đó, không còn một chút gì sót lại của cái sanh y này, thì ta mới gọi là vô dư y. Như vậy khi mà nhập vào niết bàn vô vô dư y thì đó đã đi vào một trạng thái mà đó là cái sự chấp thủ, là sự tiếp nhận một cái đời sống ở tại cái cõi này không còn lưu lại chút gì nữa. Điều đó có nghĩa là tất cả upada mà để nhận lấy đời sống này không còn gì trong nó nữa. Thì cái điều này được Phật mô tả rất đặc biệt ở trong cái đoạn mà nói rằng là khi trong thế gian này gồm có ma vương, chúng sa môn, rồi thiên ma, tám chúng, gồm có tám chúng phải không? Khi có tám chúng đó, Như Lai xuất hiện ở trong chúng nào, cái chúng đó có sắc đẹp thế nào thì Như Lai có sắc đẹp hơn. Ở chúng đó họ nói năng mà hay như thế nào thì khi Như Lai xuất hiện vào trong đó, Như Lai còn nói hay hơn họ. Và khi họ, cái điều cũng lạ nghe, khi họ từ bỏ ra đi nhưng Như Lai không từ bỏ họ. Đây là để chúng tôi đọc nghe. Khi họ bỏ Như Lai mà đi, Như Lai vẫn không bỏ họ. Nhưng như khi Lai thuyết pháp cho họ nghe rồi Như Lai ra đi, họ không biết Như Lai đã ở đó và đi như thế nào.
À, điều đó rất là đặc biệt á. Và điều này cho mình thấy cái tư tưởng này rất đặc biệt. Sau này mình học vào những cái kinh như là các kinh Pháp Hoa, các cái gì đó, mình sẽ thấy trong này cái tư tưởng này nó đã nuôi mầm cho những cái việc đó rồi. Thì đây, thế gian tám chúng, thế gian có tám chúng này A Nan: một là Sát Lì, hai là Bà La Môn, ba là Cư Sĩ, bốn là Sa Môn, năm là Tứ Thiên Vương, sáu là Đao Lợi Thương Thiên, bảy là Chúng Ma, tám là Phạm Thiên. Tám chúng như vậy. Ta nhớ xưa kia, từ xưa kia này là không biết là đời trước hay là cái đời nào. Chỉ do là ta nhớ xưa kia, ta từng qua lại trong xa chúng Sát Lì, cùng họ nói năng ngồi đứng chẳng biết là bao nhiêu lần. Nhờ định lực tinh tấn mà nơi nào ta hiện đến, thì họ có sắc đẹp thì sắc ta đẹp hơn, họ có tiếng hay thì tiếng ta hay hơn, họ từ giả ta mà đi nhưng ta không từ giả họ. Điều họ nói được ta cũng nói được, điều họ không thể nói được ta cũng nói được. Ta thường thuyết pháp cho họ, khai thị giáo huấn, khiến cho lợi ích, khiến cho hoan hỷ, rồi biến mất khỏi nơi đó mà họ không biết ta là trời hay là người. Cái đoạn này hết sức đặc biệt. Họ từ giả ta mà đi, từ giả ta mà đi nhưng ta không từ giả họ. Cái câu nói này mà không nhận trong trường bộ kinh của Bạn Hán, mà trong trung trường trong trường A Hàm của tiếng Hán, mà cả trong trường bộ kinh của Pali vẫn giống nhau. Cái điều đặc biệt không? Và câu nói này làm cho mình nhớ cái câu nói mà trong kinh Pháp Hoa mô tả: Như Lai thường ở tại Linh Sơn, Như Lai bên cạnh họ mà chúng sanh không biết. Trong cái phẩm thứ 16 Như Lai thọ lượng, đời sống vô lượng của Như Lai đó, Như Lai vẫn thường bên cạnh nhưng mà chúng sanh vì mê mờ điên đảo không có thấy Như Lai. Thì câu này mình sẽ tìm thấy được cái ý tưởng mà sau này những cái nhà trong cái tập thành kinh Pháp Hoa họ yêu lại, viết lại với một dạng khác thôi. Thay vì nói là họ từ giả ta mà đi, Như Lai mà đi nhưng Như Lai không từ giả họ, thì bên kia là nói rằng là Như Lai thường ở bên cạnh họ mà họ không thấy. Cái điều cực kỳ đặc biệt phải không? Cái thứ hai nữa là khi mà Như Lai biến mất rồi khỏi nơi đó mà họ không biết ta là trời hay người. Bởi vì một khi mà Như Lai đã từ bỏ cái upadi, từ bỏ cái sự tiếp nhận, một cái sự tiếp nhận hình thức đời sống, để đi vào một trạng thái ta gọi là siêu việt lên cái những xác định bằng ngôn ngữ hay bằng tâm tưởng, thì không thể nào mà nói họ, nói cái vị đó là trời hay là người. Một cái trạng thái niết bàn của Phật là gì? Đó là cái trạng thái đứng về mặt tuệ giác, là siêu việt, một trạng thái tịch tình siêu việt là ngôn ngữ và tâm hành, có phải không? Tức như là siêu việt ngôn ngữ và tư tưởng. Mà một khi nó là siêu việt ngôn ngữ và tư tưởng thì không thể nào xác định được vì đó là thế nào, là thế này, là Như Lai thường hay là đoạn, Như Lai sau khi nhập diệt rồi là còn hay là mất, không thể nói được. Đó là một trạng thái mà mình thường hay nói là bất khả tư nghị đó. Bất khả tư nghị thì mình nói không được. Rửa rồi bởi mình lợi dụng cái bất khả tư nghị đó gặp cái chuyện chi khó hiểu cái bất khả tư nghị. Thấy không? Bất khả tư nghị đâu có phải là anh hiểu không được thì anh bất khả tư nghị. Mà dùng cái chi gì mà lạ quá, bất khả tư nghị. Cái thằng nữa cũng bất khả tư nghị, không nói chuyện được nó đâu. Cái thứ mà không nói chuyện được với nó là cái thứ gọi là không nói được, cái thứ ngoan cố, cho nên là sao bất khả tư nghị. Nhưng mà gặp cái thằng nó khó nói chuyện quá, bất khả tư nghị, mày bất khả tư nghị. Thực sự mình á, dùng những cái từ mà lắm khi nó làm cho mình tư tưởng mình bị lệch lạc đi. Chứ bất khả tư nghị đó là sự siêu việt lên các cái tư tưởng và ngôn ngữ. Mà đó là cái trạng thái niết bàn của Phật. Vì vậy trong này nói rằng là khi Như Lai đi khỏi nơi đó thì họ cũng không biết Như Lai là trời hay là người. Trong cái tấm chúng đó không phải chỉ có người ở dưới cõi dục, mà ngay cả phàm thiên
Phạm Thiên là ở trên trời của sắc giới, phải không? Họ cũng không biết. Đó. Rồi thì khi mà Như Lai biến mất khỏi nơi đó, họ không biết ta là trời hay là người. Nghĩa là mình nhớ lại trong cái kinh Duyên Khởi, trong cái kinh Đại Duyên á, có phải rằng là Phật nói rằng là Như Lai ở trong cái cảnh giới mà khi Như Lai nhập vào Niết Bàn thì không thể nói Như Lai là thường hay là vô thường, phải không? Không thể nói Như Lai là còn hay là mất. Trong cái đoạn kết đó, thì đó là mô tả y chang cái chỗ này. Như Lai, Đức Phật sẽ nói lại cái ý nghĩa của Duyên Khởi trong cái đoạn này. Nhưng mà khi mình đọc khó quá, mình cũng để ý. Đó. Thì A Nan nghe Phật nói như vậy, cái vị gì mà nhiều lần đã xuất hiện ở trên đời này rồi, nói như vậy có nhiều lần xuất hiện đây chứ đâu phải một lần. Xưa kia ta từng qua lại ở đây. Và nhờ định lực tinh tấn mà nơi đạo ta đến thì ta hơn hết từ cái sắc đẹp cho tới cái ăn nói. Và khi đi rồi thì cũng biết Như Lai là ai. Thì bây giờ là A Nan mới tán dương. Điều mà Như Lai mà nói đó thì thật là kỳ diệu chưa từng có. Một cái vị thật kỳ diệu chưa từng có mới có thể thành tựu được. Thì Đức Phật mới nói cho A Nan cái điều này nè. Pháp vi diệu chưa từng có như vậy, này A Nan, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, duy chỉ Như Lai mới thành tựu được. Phật lại bảo A Nan, Như Lai có thể biết rõ sự sanh khởi, tồn tại và biến mất của thọ, biết rõ sự sanh khởi, tồn tại và biến mất của tưởng, sự sanh khởi, tồn tại và biến mất của tâm, vitaka đó. Đó mới thật là pháp kỳ diệu chưa từng có của Như Lai, người nên nhớ. Thì A Nan thì thấy những cái chuyện mà cái sự vượt trội hơn trời người của Như Lai, những cái điều đó thiệt là hy hữu. Nhưng mà Như Lai chỉ cho A Nan một cái hy hữu cần phải nhớ, đó là gì? Khi thọ khinh khởi, khi thọ tồn tại và khi thọ biến mất, Như Lai đều biết. Và cái đó là một lời dạy cho A Nan. Lời dạy đó là gì? Và đây cô nhớ là khi mà Như Lai bị bệnh á, sau đó ngài phục hồi lại sức khỏe tại trong cái Beluvana, không, tất nhiên là trong cái vườn ngài ẩn cư tại đó, trong mùa ẩn cư tại cái Beluvakuta đó, thì ngài bị bệnh. A Nan buồn quá, sau khi ngài hồi phục cũng mừng quá, thì Đức Phật có nói tới cái vấn đề ngài đã là ổn định cái thân tâm mình bằng cái vô tướng tâm định, không, hôm trước có nói được phải không? Thì sau khi nói về vô tướng tâm định đó, Đức Phật dạy cho A Nan về phải nương tựa vào pháp, nương tựa vào mình. Nương tựa mình là nương tựa vào gì? Nương tựa vào pháp, và pháp đó là tứ niệm xứ, phải không? Pháp đó tứ niệm xứ nhắm tới cái gì? Đó là quán thân thọ tâm và pháp. Quán thọ tâm, thân tâm và pháp để mà thấy nó sinh khởi như thế nào, thấy nó tồn tại như thế nào, thấy nó diệt như thế nào, để an tịnh nó bằng cách là gì? Không nắm bắt lấy nó, ta gọi là vô sự trước đó mà. Thì khi không nắm bắt lấy nó, thì ở đây Đức Phật lại nhắc lại cho A Nan cái kỳ diệu mà Như Lai thành tựu. Tất cả những cái mà như là Như Lai ở đâu cũng đẹp hơn, Như Lai ở đâu cũng thuyết pháp hay hơn. Và khi Như Lai đi khỏi nơi đó rồi, không ai biết Như Lai là trời hay người. Tất cả đó là kết quả của một cái nhân mà Như Lai đã tu tập. Đó là cái gì? Cái điều kỳ diệu Như Lai phải nhớ, đó là cái nhân kỳ diệu Như Lai tu tập. Đó là khi thọ sinh, thọ tồn tại, thọ diệt, Như Lai đều biết. Hiểu đó. Là khi cái người tu tập tứ niệm xứ thì ở nơi cái thọ khởi lên, họ nắm biết. Tồn tại thế nào họ biết, và nó diệt xuống thế nào họ biết, và họ không nắm giữ lấy nó. Để làm gì? Để an tịnh tâm hành. Khi một cái tâm khởi lên
là trong này đây là tướng. Khi một tướng khởi lên, một tướng tồn tại, một cái tướng bị diệt, là họ đều ý thức nó, tất nhiên đều nhớ nghĩ, đều quan sát thấy nó. Và khi quan sát thấy nó an tịnh, ta gọi là giải thoát tâm, là cái vị đó. Nhờ biết rõ như vậy cho nên cái vị đó có thể tự tại với những cái pháp khởi lên và chủ động để tách rời nó, không nắm lấy nó. Thì rồi khi một pháp khởi lên, trong đây gọi là tâm, ta gọi là tâm, một cái tâm khởi lên. Cái câu này ngài nói, thứ nhất là Vedana, khi một Vedana là một thọ khởi lên hay tồn tại diệt, khi một cái tướng khởi lên, khi một tướng khởi lên, Như Lai cũng biết. Xin lỗi, để nếu nói đây là viết Bali tiếng Phạn rồi. Sanya. Khi một cái tướng khởi lên, một cái tướng tồn tại, tướng diệt, Như Lai cũng biết. Và biết đến gì? Thì cái này về quá tưởng rồi phải không? Là ở trong tâm mình rồi nè. Rồi khi một tâm khởi lên, Vitaka, khi một tâm khởi lên thì cái tâm này là những cái dòng suy nghĩ mà nó được khuấy động lên khi mình có một cái tướng, rồi có một cái ấn tượng khởi lên trong đầu mình. Bây giờ là theo cái tâm lý, hoặc là ta gọi là do cái ái trước đó, do mình ưa hay là mình ghét, để bây giờ cái lực ưa ghét đó nó thúc đẩy cho cái ý mình nắm lấy cái tưởng đó, để cho cái tâm mình nó diễn ra một cái dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ đó ta gọi là Vitaka. Mà cái Vitaka này có nơi gọi dịch là Hi Luân hay Pa Pancha. Cái chữ Hi Luân này có nơi họ dịch là vọng tưởng, tương đương với chữ vọng tưởng. Nhưng mà có một cái tâm, một cái dòng suy nghĩ bị thúc đẩy bởi cái ưa thích hay là bị ghét. Chẳng hạn như mình thấy cái mặt thằng đó nó ghét, mình ghét nó, thì khi mà cái ấn tượng về nó hiện lên trên đầu mình liền, mình tiếp xúc với nó là một cái khó thọ nó. Rồi bây giờ có một cái tưởng khởi lên là có ấn tượng về nó, mà cái ấn tượng đó mà có kinh nghiệm của mình biết đây là kẻ thù của mình, đây là thằng ghét của mình. Như vậy trong tâm mình sẽ bắt đầu tất cả các cái danh từ, cái ngôn ngữ mà mình đã lưu trữ trong người, bắt đầu nó sẽ nổi lên để tạo nên dòng suy nghĩ xác định về nó, nhằm xử lý cái thằng đó theo cái ý muốn của mình như thế nào. Dù mình ưa thì mình sẽ xử lý theo cái chiều hướng ưa, và khi mình ghét thì nó xử lý theo cái chiều hướng thù hận. Từ đó thì cái đó ta gọi là Vitaka hay là Papancha. Và cái này bắt đầu từ cái ý nghiệp, nó thúc đẩy tới cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp. Thì với cái này như vậy thì tất cả cái thứ này là cái nhân. Nếu chúng sanh chấp vào cái này thì bắt đầu ta gọi là Upadana, là bắt đầu chấp trước. Nhưng Như Lai thì An Upada, Như Lai không chấp trước. Và Như Lai dạy cho mình cái pháp mà gọi là An Ba Thủ Ý, Anapanasati, một cách để thực tập cái tứ niệm xứ, phải không? Khi mình thở vô thở ra thế này nè, mình tập như vậy để làm gì? Để đối với Vedana là cái thọ, đối với Sanya là với cái tướng, đối với Vitaka là cái mình gọi là cái tâm, mình đều có thể lăng diệt nó được hết. Và khi mình lăng diệt nó đi là mình loại bỏ cái gì? Loại bỏ cái bava trong người mình. Đó, giờ đó mình chủ động được. Tất nhiên là nó đang tạo nghiệp như thế này, có phải nó đang hoạt động không? Rồi bây giờ mình lắng yên hoạt động nó đi là lắng yên cái bava. Và lắng yên bava nó đi là do gì? Do mình nhờ mình luôn luôn là ý thức được về cái Vedana đang khởi lên, đang tồn tại hay đang diệt đi. Cũng như đối với tướng là Sanya hay đối với cái tâm là Vitaka. Thì tất cả những cái đó là mình phải biết, mình phải ý thức. Khi ý thức rồi về cái sinh, về khởi, về diệt nó thế nào rồi, mình nói như là một cách cụ thể Đức Phật dạy ở trong cái kinh Anapanasati mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là gì đó, nhập tức xuất tức niệm. Thì đó là gì? Đó là không nắm bắt bất cứ cái gì trên đời, bất cứ một cái thọ khởi lên, bất gì khởi lên, bất cứ một cái sanya tức là tưởng gì khởi lên, bất cứ một cái tâm gì khởi lên, cái vị tu tập trong Anapanasati không nắm bắt. Và nhờ không nắm bắt thì mình sẽ thấy nếu như là xúc diệt thì thọ diệt, có phải không? Hệ xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ai diệt? Và từ đó cả một cái tướng và cái tâm nó lắng diệt xuống, và đó là sự an lạc, là niết bàn, là cái nhân. Thì đang đây khi mà
A Nan tán dương cái sự hư hữu của Như Lai khi nói ngài ở trên đời theo cái nguyện của ngài, ngài không bỏ người ta dù người ta đã bỏ ngài, cũng như theo cái nguyện khi ngài hết cái nguyện đó ngài đi, người ta cũng biết ngài đi đâu. Thì những cái kết quả đó A Nan gọi là kỳ diệu của Như Lai, thì Như Lai nói đó là cái điều đó mới gọi là kỳ diệu. Nhưng mà có cái kỳ diệu hơn Như Lai phải nhớ, đó là cái chuyện này. Và đây là mình sẽ thấy cái đoạn ngắn Như Lai dạy cho A Nan phải tập trung mà thực hành cái này. Đó. Thì sau khi ngài nói như vậy rồi thì bây giờ là Đức Phật á mới bảo A Nan là đi về trong cái gọi là hương tháp. Hương tháp ở đây trong cái gọi là Belu Vakutta đó, trong đây gọi là hương tháp. Thì và nói A Nan đi kêu các tỳ kheo tập trung tại giảng đường của cái vùng đó. Cái chỗ hương tháp này bây giờ vẫn còn bên Ấn á, do Asoka đã làm, đã dừng tháp lại. Thì khi các tỳ kheo tập trung tới đó rồi, bây giờ là Đức Phật mới nhắc lại cho các tỳ kheo nghe về 37 phẩm trợ đạo mà từ trước đến nay Đức Phật đã giảng dạy cho họ. Từ cái là năm căn năm lực tới bốn như ý túc, tới tứ chánh cần là tứ như ý túc, cho tới bát chánh đạo về thất giác chi, tất cả gồm có 37 cái pháp mà ngài hướng dẫn cho các tỳ kheo tu tập để có thể đạt đến cái sự tâm giải thoát, tuệ giải thoát như chính bản thân ngài. Sau khi nói đến vậy xong thì bây giờ ngài cũng nói thêm về cái pháp mà mình gọi là bốn đại pháp. Đó. Thì khi mà ngài nói, bước đầu ngài dạy cho các tỳ kheo, nhắc lại các tỳ kheo nhớ tới 37 phẩm trà đạo ngài đã thuyết rồi. Ngài còn nhắc đến, đây một điều đặc biệt, là trong bản kinh này đề cập tới cái việc Như Lai đã thuyết pháp và đã giảng dạy giáo lý dưới trong Bali, thì đây là 9 hình thức hay là 9 loại kinh. Nhưng mà trong bản hán thì nói nhiều hơn. Đó là gì? Là tất cả những cái điều mà 37 phẩm trợ đạo đó được Đức Phật dạy trong Khế Kinh là 1, Kỳ Già là 2, Thọ Ký là 3, Kề là 4, Pháp Cú là 5, Tương Ưng là 6, Bạn Duyên là 7, Thề Bản là 8, Quán là 9 và Vị Tăng Hữu 10, Chứng Dù 11, Đại Giác 12 loại kinh. Thành mình trong tiếng Hán như ngài Thiên Thai Trí Giả hay nói là thập nhị bồ chân kinh, phải không? Phải thập nhị loại không? Nhưng mà ở trong bản Bali của mình chỉ có 9 loại thôi tương ưng với cái này. Nói 9 loại hay là 12 loại, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những hình thức trình bày 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật, tất nhiên là trình bày những phương pháp để đạt tới cái giác ngộ và giải thoát của Phật. Thành thử ra do ví dụ mình nói, một là kinh Trường Hàng, mình hay gọi là kinh Sutta. Hai là kinh như là những cái bài, những ghế gia là bài hát đó, hoặc là gatha là bài kề đó, mình gọi là kề đó. Hoặc là bản sanh là jataka, thấy chưa? Hoặc là dù thí dụ như là uvadana, trong này có nói, mà trong cái bản Bali cũng tương đương. Thì tất cả những cái này mình sẽ thấy như vậy, khi một cái giáo lý được Đức Phật thuyết, nó được trình bày dưới những cái thể loại khác nhau. Mà ở trong cái kinh Trường A Hàm cho mình có 12 thể loại, trong Bali thì cho mình 9 thể loại. Đó. Thì cái điều này để căn bản để mình sẽ thấy là mình ý, đừng có vội vàng mà cho cái thể loại này mới là kinh Phật nói, thể loại khác không phải là kinh Phật nói. Vì tới 9 thể loại hoặc là 12 thể loại. Như vậy có thể những cái điều mà người ta trong kinh trình bày cốt loại của nó vẫn là nói tới những cái phương pháp
thành tựu giải thoát và giác ngộ như là bán bàn phèn trên đạo. Nhưng nó được trình bày qua những gì? Tức gọi là pariyaya, là cách thức trình bày, cách diễn đạt. Mình hay gọi là pháp môn. Như vậy, pariyaya hay là pháp môn là cách trình bày một cái vấn đề. Và cách trình bày đó, theo đây là 9 thể loại, 9 cách, phải không? Và 9 cách không? Hay là mình gọi là 12 loại kinh, hay là 9 thể kinh. Như vậy, mình đừng có cố chấp cái thể loại này mới là kinh, thể loại khác không phải là kinh. Như những cái chuyện về Jataka, chuyện bản sinh cũng là một loại kinh. Và chuyện thí dụ, cái loại văn học Upadana hay là Avadana, trong đây là Upadana, nhân tiên vàng thì Avadana, thì gọi là thí dụ đó. Tất cả những cái thế loại đó. Và như vậy, có một cái loại kinh, ta gọi là Vijakarana, là kinh gì? Là trong này đây là thọ ký kinh. Như vậy, thì kinh Pháp Hoa, nó vừa mang cái hình thức của một cái gì? Thí dụ kinh, vừa mang hình thức của một cái gì? Là gì? Thọ ký kinh. Đó, tất cả những kinh này. Nhưng mà thọ ký hay là thí dụ để trình bày cái gì? Trình bày những cái chánh pháp mà Đức Phật dạy để đi tới cái giác ngộ và giải thoát. Thì cái việc mà Ngài nói lên cái 9 thể loại này để cho mình biết được là cái cách thức trình bày giáo pháp của Phật sẽ được trình bày qua rất nhiều thể loại. Vậy vì vậy, với nhiều thể loại như vậy, sau khi mà nói tới cái thể loại đó rồi, thì bây giờ Ngài mới công bố cho các tỳ kheo biết là 3 tháng nữa kể từ hôm nay, Như Lai sẽ nhập diệt tại cái vùng tên gọi là bán sinh của tộc người Mala ở Kusinaga, trong cái rừng Sada của đó. Cái xứ bản sinh này trong tiếng Bali gọi là Upavattana, là cái nơi dân cư, nơi người ta gọi là cư trú của cái tộc người tên là Mala ở vùng Kusinagara. Nói như vậy, trước đó Ngài nói tới cái phần tôi gọi là 9 thể loại. Để rồi nếu 9 thể loại như vậy nó rất ư là nhiều dạng, lấy cái cơ sở gì để biết đâu là lời Phật nói, đâu không phải lời Phật nói? Thì bây giờ Đức Phật dạy cho các tỳ kheo về cái gọi là bốn đại giáo pháp Chataro Maha Upadesa. Bốn đại giáo pháp để làm gì? Trong 9 thể loại và có thể nhiều thể loại nữa, như là bên tiếng Hán nói 12 thể loại. Vậy thì lấy cơ sở gì để có thể xác định được đâu là lời Phật nói, đâu không phải là lời Phật nói? Thế trước khi mà Đức Phật công bố nhập diệt, sau khi công bố nhập diệt rồi, Ngài tiên lường được những vấn đề sau này, cho nên Ngài đã nói những cái tiêu chuẩn để các tỳ kheo đệ tử của Ngài sau này dựa vào đó mà phân biệt đâu là giáo pháp Phật dạy, đâu là giáo pháp Phật dạy. Bốn đại giáo pháp đó nói tóm lại như thế này, là khi mình nghe một cái vị nào đó nói đây là cái điều lời Phật nói, thì cơ sở để mà mình dựa vào mà xét đoán là cái gì? Là dựa vào kinh là một, dựa vào luật là hai, và dựa vào cái pháp là ba, thành giáo lý đó nè. Giáo lý mà như Ngài nói đó, có phải là 37 phẩm trời đạo không? Rồi khi dựa vào đó mà để mà phán đoán, nếu như thấy rằng lời nói đó nó không có hợp với kinh, luật hay là pháp. Giờ đó nè, Ngài nói thế này nè, khi mà nói rằng tôi tính trừ miền Đức Phật ở tại cái vùng đó, tại nước đó, tại tỉnh đó, tôi nghe chính từ Đức Phật nói như thế này, thì tỳ kheo không nên vội tin, cũng không nên là bác bỏ, mà hãy đem cái lời nói của vị đó so sánh với kinh, với luật, với pháp là nó có phù hợp không. Nếu nó không phù hợp thì phải nói với vị đó cái lời Ngài nói khi tôi so với kinh, với luật, với là pháp, nó không có phù hợp. Vì vậy
ngài nên từ bỏ lời nói đó đi và cũng không nên truyền bá rộng rãi cho người khác. Còn nếu mà tỳ kheo đem cái lời nói đó mà so sánh với kinh, với luật, với pháp mà thấy nó phù hợp thì hãy nói với vị đó, cái điều này của ngài nói là phù hợp với kinh, với luật, với là pháp, ngài nên thọ trì và nên truyền bá rộng rãi cho người khác nghe. Thì đó là cái đại pháp thứ nhất, đó là nghe Phật. Người ta dựa vào Phật, người ta nói tôi nghe từ Phật đó, à, là như vậy, lấy nhân ta gọi là y nhân, dựa vào người mà nói không. Cái thứ hai là nói rằng cái điều tôi nghe đây là từ một cái tăng chúng mà có rất nhiều vị, ta gọi là kỳ cựu và đức độ. Đó, thì cũng không nên vội tin, cũng nên bác bỏ. Thứ ba là cái điều tôi, cái lời đấy tôi nghe là tôi nghe từ một cái nhiều tỳ kheo, họ là những cái bậc là giỏi về luật, giỏi về pháp. Đó, thì cũng không nên vội tin và cũng không nên là bác bỏ ngay. Hoặc là họ nói rằng là điều này tôi nghe từ một vị tỳ kheo rất là thông tuệ, đủ giới đức. Tất cả những cái này là nói gì? Một, ý cứ vào Phật; hai, ý cứ vào tăng; ba, ý cứ vào nhiều cái tỳ kheo giỏi hay là một tỳ kheo giỏi; là bốn, phải không? À, thì điều tất cả cái này đều là gì? Là dựa vào một cái nhân mà nói, dựa con người mà nói cả. Ngay cả họ nói rằng họ dựa vào Phật cũng đừng có vội tin, mà cũng đừng có bác bỏ ngay. À, mà cái vấn đề là phải xem xét lại, mình phải so sánh. À, thì trong cái thời đại này của mình gặp rất nhiều vấn đề này, phải không? Đa ngôn loạn thư mà, rồi người thì ông đi nghe thuyết pháp thầy này nói thế này, đi nghe thầy kia thì nói thế kia, giờ đó chẳng hạn tôi ví dụ một cái điều mà cái thời đại này do yêu cầu của thời đại về cái vấn đề bình quyền nam nữ, cho nên họ đặt lại vấn đề về bắt kinh pháp. Cái người thì nói bắt kinh pháp là Phật nói, người thì nói bắt kinh pháp không phải là Phật nói. Đó. Thì vấn đề của mình bây giờ dựa vào đâu? Dựa đâu? Dựa vào đâu? Đó. Bắt buộc thứ nhất mình dựa vào kinh là một, thứ hai dựa vào luật là hai. Trong kinh có nói cái đó không? Trong luật có nói cái đó không? Và đối với giáo lý tinh thần trong bát bài phẩm trợ đạo có phù hợp không? Hiểu không? Thì bây giờ mình sẽ chọn lấy một quyết định cho mình, đó là điều đó là đúng hay không đúng, hợp với kinh, với pháp hay là với luật. Mà nếu không có thì mình phải nói rằng đó là không phải. Nếu như bát kinh pháp nó có ở trong luật, nó cũng có ở trong kinh, nó cũng có và ở trong pháp, pháp đó là pháp gì? Mình phải định lại là cái pháp cái thời Đức Phật, đương nhiên cái thời đại này là về cái pháp luật trên một cái nền dân chủ mới, người ta đặt vấn đề nam nữ bình quyền, nhưng cái pháp của Phật thì không nhắm tới cái đó. Bát mà bạn phải trời đạo của Phật nhắm tới cái gì? Nhắm tới cái gì? Nhắm tới thành tựu quả vị A-la-hán. Chắc chắn như vậy phải không? Có phải vậy không? Có phải 30 phẩm trời đạo là nhằm tới là cái kết quả tối cao nhất là A-la-hán? A-la-hán thì bị việc cái gì? Năm hạ phần kiết sử và năm thời thượng phần kiết sử, trong đó là ngã mạng là số 1. Có phải ngã không? Chấp ngã, ngã si, ngã màng, ngã kiến, ngã ái. Phải có vậy vậy không? À, vậy thì bây giờ khi mà ma bà xà bà đề xin lỗi là thì xin Đức Phật đi tu á, thì đầu tiên ngài không cho phải không? Phải ngài cho ba lần thỉnh đâu có đồng ý, cuối cùng anh nào vô xin. Anh đang xin đầu tiên ngài cũng đâu có nói thôi thôi đừng nói chuyện đó nữa. Nhưng sau á, cái cuối cùng mà ngay cả trước cuối cùng là A Nan á mà viền tới cái ơn nghĩa,
Có phải không? Việc tới nghĩa là gì? Thưa Thế Tôn, bà Gotami đã từng nuôi dưỡng Thế Tôn, thay mẹ mà nuôi, rồi bơm mu rồi nuôi lớn, làm cái người mẹ kế cho mình. Ở nghĩa đó lớn lắm, thôi ngài cho Di Mẫu đi tu đấy. Thì Phật nói sao? Quả thiệt là Gotami đã giúp cho Thế Tôn cái lúc nhỏ tuổi khi mẹ mất. Ơn đó là có thật. Nhưng mà cái Gotami cũng nhận cái ơn nơi Thế Tôn, đó là nhờ Thế Tôn mà biết tam quy ngũ giới. Đưa tới cái đường giải thoát. Cái người mà giúp cho người ta biết ra có con đường đạo đức để có thể thoát khỏi cái khổ trong cuộc đời này, ơn nên lớn hơn là ơn là ta gọi là cho bú và mớm cơm. Thì A Nan thôi, hết đường. Thì A Nan nghĩ tới cái đường gì? Rứa thì bạch Thế Tôn, là một cái nữ nhân có khả năng thành tựu A La Hán không? À, phải nhớ cái điểm này nha. Bạch Thế Tôn, người nữ có khả năng thành tựu A La Hán không? Đạt đến quả vị A La Hán không? Đức Phật nói người nữ vẫn có khả năng thành được A La Hán khi họ xuất gia. Vậy thì Thế Tôn cho Gotami đi tu đi. Có phải không? Phải trong kinh nói vậy không? Như vậy cái vấn đề ở đây đó là thành tựu A La Hán. Mà muốn thành tựu A La Hán thì với những cái điều kiện của xã hội, với những điều kiện của tính chất của người nữ, Đức Phật đưa ra ba kinh pháp. Chắc không phải dựa trên cái vấn đề nam nữ bình quyền. Khi mình xem một góc độ để mình xem đúng hay sai, mình phải xét đến thứ nhất khí kinh, thứ hai luật, thứ ba pháp. Và nếu muốn nói nữa, mình muốn bài bác, muốn hiểu thêm, muốn diễn thêm, thì phải coi thêm về những hoàn cảnh xã hội, địa lý, chính trị lúc đó thế nào, thì mình sẽ hiểu được thêm. Chứ khoan vội bác, nghe chưa? Khoan vội vã mà bác. Bởi vì cái điều mà cái ngã ái, ngã si, ngã mạn nó dữ lắm, mà muốn A-la-hán thì phải bỏ cái đấy đi. Và cái này Đức Phật đã lường rồi, rửa rồi. Mà một thời gian sau Kiều Điềm Di tới nói với A Nan: thưa A Nan, trong cái chúng tỳ kheo ni này, nhiều cái người thuộc hàng vương giả tuổi lớn, bây giờ gặp mấy cái chú nhỏ nhỏ mới thò ký, mới thò giới mà nói họ chào thì hơi khó chịu. Thôi thì A Nan thưa với Như Lai, khi gặp mấy cái vị trưởng thường ni đó, nói mấy chú nói chào mấy o một tiếng, mấy bà một tiếng. Có phải không? Có không? Mới nói đó rồi sau đó lâm liền hề. Tất nhiên là thấy mình đi vương giả, thấy mình lớn tuổi mà đi chào người ta, mới thọ thì khéo 20 tuổi. Ngon mệt quá. Đại khái vậy đó, nghe không? Thì mình sẽ biết đây là một cái đài giáo pháp, mà khi mình muốn xét đoán một cái điều gì, mình nên căn cứ vào đó. Những cái tiêu chuẩn gì mới mình đưa ra, vì những cái yêu cầu xã hội thì đương nhiên mình cũng xét đến. Nhưng mà xét đến để rồi nói như Đức Phật, có thể có những cái điều mà giới luật nó tiểu tiết, nó nhỏ nhặt, các tỳ kheo có thể bỏ. Nhưng mà bỏ cái nào và không bỏ cái nào thì ngay ngài Đại Ca Diếp cũng hơi băn khoăn. Cho nên nói thôi, để là hết chứ rồi. Nghe không? Đó. Thì khi ngài nói đến đài giáo pháp rồi, từ đó bắt đầu là tại nơi đây ngài mới nói với các tỳ kheo đi về. A Nan đưa ngài đi về vùng tên gọi là Boganagara. Ở đó ngài nhận một cái bữa cơm cúng dường của một cái vị tỳ kheo khác, một con ô cư sĩ khác. Sau đó ngài đi đến cái chỗ mình gan nhớ nhất, đó là cái vùng, đến cái vùng Pava. Trong vùng Pava này, ở nơi đây thì nói rằng là trong này chữ Pava Phù Di, Boganagara là Phù Di, Phù Di, còn Pava đó thì gọi là Ba Bà, Pava, hồi dịch là Ba Bà. Đi tới cái vùng Ba Bà,
Thì khi đi tới vùng này, một cái sự kiện mình nhớ đó là gặp ông người con, người làm thờ sắt tên là Chunda, mà trong này dịch là Châu Na, có nơi dịch là Thuần Đà. Thì chính ông này là nghe được Đức Phật thuyết pháp, rồi nói về bố thí, trì giới, sanh thiên, sau đó nói tới cái sự nguy hiểm của dục, và giới thiệu về tứ đế. Ông nghe ông thích quá, ông xin quy y và xin cúng dường Đức Phật một bữa cơm và cúng dường các tỳ kheo, mời tài về vương xoay của mình. Pava này cách cái chỗ Đức Phật nhập diệt khoảng 28 cây số. Thì khi ngài nhận lời, sáng sau nhận lời, Pava chúng ta lúc đó có sửa soạn những cái đồ ăn rất ngon và có món rất đặc biệt, rất trân quý, đó là một cái loại nấm tên là Sukara Madhava. Từ này có nhiều người, nhất là mấy cái ông mà linh mục mà có học Phật á, của cái dòng cứu thế đó, khi họ cái từ này mà là một loại nấm, nhưng mà mấy ông cha cố đó ông dịch ra là thịt heo, Sukara Madhava. Cái nấm này là một loại nấm quý, thì ông cùng nấu cái món đó cũng dường. Thì ở nơi đây mình sẽ thấy cái truyền bản, hai truyền bản hơi khác nhau một tí trong cái mô tả này. Thì trong Bali khi mà nói rằng Đức Phật tới đó, thì ngài chỉ ngay cái món Sukara Madhava là ngài nói thế này, ngài gọi là dịch mộc nhĩ, là Chunda hãy để dọn riêng món này cho Như Lai, còn mấy món kia dọn cho các tỳ kheo. Thì sau khi ăn xong, ngài ăn một miếng vô rồi, ngài ăn xong ngồi chưa lại, thì ngài kêu Chunda, ông đem món này đi tới một chỗ trống, đào một cái lỗ sạch sẽ không có côn trùng gì hết, và hãy chôn nó đi. Ở trên thế gian này, dù chư thiên ma vương hay là loài người, không ai có thể ăn món này mà tiêu hóa được. Bây giờ chúng ta mới biết nó là một loại thức ăn độc. Và khi ngài dùng cái món Sukara Madhava này xong, là sau đó ngài bị một cái bình, ta gọi là bình huyết lỵ. Rồi gì? Có một số người khi mà nói rằng Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật phải mất sớm vì ăn cái món nấm này. Thấy không? Và một số họ nói rằng ăn món mộc nhĩ này mà độc cho nên mất. Có một số nói ăn nhầm cái thịt theo độc mà mất. Thì bây giờ cái món ăn này như thế nào? Nhưng mà nói rằng là do ăn món này cho nên Đức Phật bình năng hay là bình, và véo cái bình đó mà mất. Thì điều đó mình sẽ thấy nó trái ngược với cái nội dung diện mô tả cho mình trong đoạn kinh. Nếu như nói vì mất, vì ăn món độc này mà mất, thì chắc chắn rằng là nó sẽ mất sớm hơn 3 tháng ngài đã tuyên bố. Chính ngài đã từ ở nơi Beluva, tại Kuta, ngài nói rằng 3 tháng nữa kể từ hôm nay, Như Lai sẽ nhập diệt tại cái bản sinh của người Mala ở vùng Kusinaga, tại rừng Sa La đó, có phải không? Thế thì bây giờ khi mà ngài ăn cái nấm đó, mà dù có độc mấy đi nữa, dù có bình huyết lý đi nữa, thì thời gian ngài nhập diệt còn vẫn là đúng 3 tháng, và cái địa điểm ngài nhập diệt vẫn là đúng địa điểm nơi ngài nói trước 3 tháng. Thì không lý gì mà nói vì ăn cái món đó mà chết. Mà nếu như vì ăn món đó mà chết, thì quả thiệt rằng là tứ thần túc, tứ nhi túc của Phật ở đâu? Như tôi là không những tôi duy trì được chừng đó, mà tôi còn muốn kéo dài, tôi kéo dài ra nữa. Mà bây giờ tôi không muốn kéo dài nữa, thì tôi duy trì 3 tháng nữa thôi. Tôi ở trong nó đúng 3 tháng thời hạn của nó, chiếc xe nó rã đi và như củi hết thì lửa tắt, không có vấn đề gì. Dù trong cái khoảng thời gian đó, ngay cả biết rằng cây Sukara Madhava là một cái loại món ăn độc, ngài vẫn dùng. Vì sao vậy? Sau này khi mà đi tới một cái dòng sông, nghỉ ở trên sông Kakutha, ngài nói với A Nan là Chunda có thể hối hận vì đã cúng dường cho Như Lai món ăn đó. Tuy nhiên A Nan phải tới nói cho Chunda bỏ đi cái lòng băn khoăn hối hận đó, vì nói cho Chunda biết rằng
cái phước đức mà cúng dường cuối cùng Chúa Như Lai trước khi nhập diệt, phước đức đó cũng bằng với cái phước của người cúng dường khi Như Lai sắp thành đạo. Hai cái cúng dường đó đều là ngang nhau. Và ngài sơ cái ông Chúng Đa băn khoăn mà phải sai A Nan về nói lại cho Chúng Đa biết cái chuyện đó. Và mình thấy khi mà dùng cái món ăn này rồi, sau đó ngài bệnh biệt đi. Thì khi mà bị bệnh như vậy nhưng vẫn lên đường, vẫn đi lên đường đúng về cái điểm của tôi gọi là bản sinh của người tộc Mala ở của Sinaga đó, trên rừng Sa La đó. Thì khi ngài đi mà mình phải biết cái bệnh mà tiêu chảy mà ra huyết đó là nó khất nước thôi thì tôi chết luôn. Tôi từng thấy một người rồi, đừng có nói ra máu, nổi ra nước không thì nó chỉ chừng một ngày là bò lết rồi, cho đừng nói đi nữa. Có phải chứ không? Mất nước quá mà là chỉ có bò thôi, bò chạp rồi nằm đó mà chết thôi. Nhưng đến ngày đi thì mình thấy trong mô tả sao, thì đi một đoạn thì Như Lai ngồi nói đi, Như Lai khát nước, A Nan tìm nước cho Như Lai uống. A Nan nói cho Bạch Thế Tôn, cái vùng này, cái dòng sông nhỏ này có một đàn trâu vừa đi ngang, nước đục lắm, không uống được. Thì Thế Tôn chịu khó đi thêm một đoạn nữa tới dòng sông Kakutha, ở đó dòng sông có thể vừa uống vừa tắm được, nước sông trong. Thì A Nan nói như vậy, một tập di Đức Phật nói Như Lai khát nước, A Nan kiếm nước cho Như Lai uống. Như A Nan cũng nói vậy, lần thứ ba Như Lai cũng nhắc lại cái điều đó, Như Lai khát nước. Bình huyết lì thì đương nhiên là khát nước dữ lắm. Thì A Nan bây giờ thấy Thế Tôn nói lần thứ ba rồi thì không trái được, cho nên mới chặt mình bác xuống cái dòng suối đó để múc. Thì cái điều lạ lùng là khi đi tới dòng suối, nước trong vắt. A Nan lấy cái nước đó lên cho Thế Tôn và nói, Thế Tôn thiệt là cái bậc đại thần lực, nước đứng trong đục như vậy mà mình xuống múc lại là trong. Thì đó là cái điều mà trong cái bản của Trường Bộ Kinh mô tả. Tuy nhiên trong Trường A Hàm mô tả khác. Đó là Trường A Hàm nó khác đó nha. Nó có vẻ gọi là thuộc về cái loại thí dụ hơn. Đó là gì? Là khi mà A Nan từ chối lần thứ ba, thì bây giờ cái ông thần ở Tuyết Sơn, ông ở Tuyết Sơn, ông thần đó, ông nghe Như Lai là mong muốn nước uống, ông lấy nước trong từ cái đỉnh núi tuyết về dân cúng Như Lai. Thì cái điều này là mình hai cái bản khác nhau. Tuy nhiên cái bản của bên bản Bali thì nói nó gần gũi hơn, theo cái giới hạn cái nhãn quán của mình. Và chỉ có một điều, cái mà bản Bali thì nói như vậy là tôn xưng về cái đức độ của Như Lai, cái uy đức của Như Lai, một cái người mà thanh tịnh giải thoát tới độ khi mà một cái dòng sông đứng đục mà cái vị được cần uống thì nó trong. Cái điều này nó ở trong cái luật tứ phần, trong những bộ luật khi mô tả về cái uy đức của Đức Phật. Trong cái ngày mà ngài đi giáo hóa cái ông mà gọi là Đại Ma Ca Sa Pa, là ông đại ca, ông Anh Cả Ca Diếp á, là cũng mô tả về những thần lực như vậy. Cái thần lực mà để kể một cái chúng ta tờ tờ như cái này, đó là khi ông Đại Ca Diếp á, tự xưng mình là A-la-hán, còn ông này thì đại uy đức, đại phước được đức thôi, chắc chưa A-la-hán. Mà Đức Phật thì muốn giáo hóa ông này, cho nên hôm đó ngài đi trên đường gặp một cái miếng vải á, người ta dục dưới đường mà rất đẹp, thì ngài mới ngồi nghĩ, cái này mình lấy mà tặng cho ông Ca Diếp được đây. Thì ngài mới nắm lên, thì khi nắm lên bây giờ thấy nó còn dơ, thì không biết cái này, không biết mình đem giặt đâu, phải đi giặt. Thì xuống bên đó thấy có cái hồ chỗ đó, thì cái có cái hồ nhưng mà nó sâu quá. Thì ngài mới nói, dưới hồ này làm sao mà xuống, nghe thấy không, làm sao mà xuống. Thì bây giờ là dưới hồ đó là thứ nhất á, là phải ngồi đó mà giặt. Thì mình nói rằng mấy ông thần á, hay là mấy tứ thiên vương á, mới hiền một cục đá ra ngay cái dưới cái hồ cho ngài giặt. Nhưng mà khi thấy cái đá đó mà làm sao đi xuống, nó cao quá không biết đâu mà vìn. Thì bây giờ cái cây mọc bên bờ hồ, nó cái cành của nó đang chìa ra ngoài sông, nó quay lại ở bên bờ cho ngài vít ngài xuống. Nghe đó. Thì cái ngài xuống ngài giặt xong rồi, ngài leo ngài đi lên rồi nói, thì bây giờ hứng lẽ phơi trên đất. Rồi chư thiên, ông tư thi viên ôm một cục đá thiệt to
để đi trên mặt đất cho ngài phơi cái tấm vải đó. Thì khi mà Cá Diếp buổi trưa đi lại để mời ngài về ăn cơm theo thường lệ đó, thì ông mới nói: ủa, ngày qua tôi đâu có thấy tảng đá này, mà sao lại bữa nay có cái tảng đá to thế này? À, ngài nói cái chư thiên ông đó, ông khiêng tảng đá tới Như Lai phơi cái y để tặng ông đó. À, thì ông ngạc nhiên nghe không? Ngạc nhiên rồi ông dòm xuống dưới sông. Ông đây dòm xuống cái hồ, nói cái cây này á, sao cái cành lại quay vào đây? Ngày qua tôi thấy quay vậy đó mà. Nói cái cây nó quay lại, chú Như Lai đi xuống hồ mà giặt cái tấm vải cho ông. Nghĩa là cả cái thực vật và cả cái vô tình dưới đất đai nó vẫn cảm ứng được cái điều, cái lòng tốt của Như Lai, vẫn hồ trì Như Lai. Thế y chang như cái vụ này họ mô tả vậy đó mà. Đó, thì ngài uống nước, sau uống nước xong rồi đi tới dòng sông Katkutha, ở đó ngài xuống ngài tắm, mà tắm rồi lên ngồi nghỉ. Tại nơi đây ngài gặp một cái người thiệt sự có ông thị giả, ông tỳ kheo tên cũng tên là Chuna, ngồi quạt Như Lai, hầu Như Lai. Và trong cái bản của Hán thì nói ông ngồi đó, thì ông nói: bạch Thế Tôn, con xin nhập diệt. Nghe không? Con xin nhập diệt trong cái bản kinh của Trường Hàm này. Rồi thì Như Lai nói: à, ông cười biết thời của ông. Rồi ông ngồi trước Như Lai, ông nhập diệt. Trong bản Bali không có cái chi tiết này. À, tuy nhiên có cái chi tiết đó là khi Như Lai ngồi nghỉ và bắt đầu đi, thì trên đường gặp, trên đứng ngồi đó thì gặp một cái ông đệ tử của Arara Kalama, mình gọi là cái vị mà dạy tứ thiền cho Đức Phật khi ngài đi tu á. Thì ông này tên là ông Pukusa. Thì ông này trong cái kinh này nói ông Pukusa này là ông tiếng Hán á, thì dịch á là cái ông Phúc Quý, tên là Phúc Quý. Ông này nhìn thấy cái vẻ trầm tĩnh, điềm tĩnh và thanh thản Như Lai, ông mới mến và ông tới, ông nói chuyện. Ông mới khen về cái đại đình của ông thầy ông là ông Arara Kalama đó. Đó là ngồi như thế này mà một đàn trâu 500 con đi qua vẫn không nghe tiếng. Ngồi thức, rồi tới cái hồi đàn trâu đi qua, cả người đứng dậy, thì hỏi đừng có cái chuyện gì đó. Thì mấy cái ông nó nói đi, thì nãy giờ ngài có nghe gì không? Không. Thế thì ngài ở đâu? Ở đây. Ngài thức hay ngủ? Dạ thức. Nếu thấy ngài có nghe cái đàn trâu đi vừa đi qua được không? À, và họ ca ngợi, ông ca ngợi cái đình của thầy mình như vậy. Arara Kalama, Đức Phật nói cho cái ông Phúc Quý nữa là Phúc Quý Sa nữa, rồi theo ông, cái người mà có 500 con trâu đi ngang qua mà không nghe, với cái người mà cả cái trời giông sấm sét dữ dội mà không nghe, thì cái người nào là đỉnh hơn? Nói chứ làm sao 5 con trâu mà sánh được với cái sấm sét đầy trời được. Thì Đức Phật nói Như Lai kìa, trong cái điện cái miếu Atuma, Như Lai ngồi đình, lúc đó trời đất nổi vần vũ sấm sét và làm cho chết hết 4 con trâu và 2 người đi cày. Thì tới khi Như Lai đứng dậy đi ra, thấy người ta đang xôn xao, thì Như Lai hỏi cái chuyện gì xảy ra vậy? Biết mà vẫn hỏi nhau. Như Lai biết mà vẫn hỏi chuyện gì xảy ra gì? Là gì? Ngài có nghe gì? Không nghe. Ngài ở đâu? Giờ ở đây. Lúc đó ngài thức hay ngủ? Thức. Quá, trời sấm sét dữ dội mà trâu chết, người chết mà nghe được không? À, thì ông kể như vậy. Thì Phúc Quý đã nghe gì và thán phục cái điện của Phật và xin quy ngài và cúng cho ngài 2 tâm y. Thấy không? Thì 2 tâm y đó Đức Phật vẽ cúng cho A Nan một tâm, ngài một tâm. Và tại nơi đây là khi mà Phúc Quý đi rồi thì ông A Nan, ngài A Nan mới đắp cái y lên cho ngài. Thì ông lạ lùng là sao ánh sáng của y là bị mờ đi trước ánh sáng da của ngài. Vậy cho nên ông ngạc nhiên quá, hỏi đi: Bạch Thế Tôn,
sao hôm nay mà da của Thế Tôn sáng lạ lùng, cái màu vàng sáng của cái y vàng này không bằng màu da ngài. Thì Đức Phật mới nói cho biết rằng là cái có hai lúc, có hai cái thời điểm mà thân của Như Lai, kim thân Như Lai sẽ sáng lên một cách khác thường. Đó là gì? Là lúc mà ngài thành đạo và lúc sắp nhập Niết Bàn. À, thì cái điều này là có lẽ mình nghe thì mình khó hiểu, nhưng mà nếu ai mà từng chứng kiến cái người mất á, cái người lâm chung á, thì nếu như cái người mà họ tốt quá nha, cái đời sau họ tốt quá nha, thì để xác định được họ chết hay là họ chưa chết á, là do khi cái gương mặt của họ, da của họ, đặc biệt là mình nhìn gương mặt á, nó có vàng sáng lên không, nó sáng rực lên lạ lắm. À, một người nào mà họ tốt quá nha, chứ còn mấy cái người mà ác nghiệp nhiều quá thì bây giờ nó điên thui rồi. À, chứ còn cái người mà thiện nghiệp mà nhất là đời sống của họ rất là hoan hỷ và ít khúc mắc, cái người khúc mắc khó chết lắm. À, chứ còn cái người mà ta gọi là thoải mái á, dễ dãi với mọi người và ta gọi là sống á, rất ư là hòa thuận với người khác á, có đức á, là chi rồi trước khi dù tắt thở rồi, nhưng mà nếu như cái da họ chưa sáng lên, mình cũng chưa sáng lên được chết đâu. Họ sẽ qua một thời khác nửa phút hay một phút sau đó, từ những khuôn mặt sáng lên sang rực lên màu vàng hay lắm. Thì cái điều này mình sẽ kinh nghiệm được khi mà cái vần y này mà trong kinh này mô tả cho miệng, mà lúc đó cả thân này nó rực sáng lên, mà cái y vàng đó không bằng được. Nha. Thì bây giờ đây là mấy giờ đó? Mình giải lao đây hả?